Kinh Upali thuộc Kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, xuất bản năm 2020 bởi nhà xuất bản Hồng Đức. Sau khi luận chiến với Đức Phật, cư sĩ Upali, đại diện phái tu lõa thể, đã nhận Phật làm thầy. Qua đối thoại, Đức Phật khẳng định vai trò quan trọng của ý nghiệp đối với hành vi và thay vào đó, nên tu tứ thánh đế, kết thúc khổ đau. Nội dung bài kinh, kinh Ubali Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong vườn xoài Paraguira. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú tại Nalanda cùng với đại chúng Nigantha ly hệ phái rồi Nigantha, Dika, Tapasi, tức trường khổ hạnh giả, sau khi đi khất thực ở Nalanda, ăn xong trên con đường trở về, đi đến vườn xoài Pagarika, chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, nói lên những lời hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân hữu, vị này đứng một bên. Thế Tôn nói với Nigantha Dikka, Tapasi đang đứng một bên. Này Tapasi, có những ghế ngồi, nếu ông muốn, hãy ngồi xuống. Khi nghe nói vậy, Nigantha Dikka Tapasi lấy một ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn nói với Nigantha Dikka Tapasi đang ngồi một bên. Này Tapasi, Nigantha, Nataputta, chủ trương có bao nhiêu nghiệp để tác hành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Hiền giả Gotama, Nigantha, không có thông lệ chủ trương, nghiệp, nghiệp. Hiền giả Gotama, Nigantha, Nataputta không có thông lệ, chủ trương, phạt, phạt. Này Tapasi, Nigantha Nataputta chủ trương có bao nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Này hiền giả Gotama, Nigantha Nataputta chủ trương có ba loại phạt để tác thành ác nghiệp để diễn tiến ác nghiệp tức là thân phạt khẩu phạt ý phạt này tapasì nhưng có phải thân phạt khác khẩu phạt khác ý phạt khác hiền giả gotama thân phạt khác khẩu phạt khác ý phạt khác này tapasì trong ba loại này được chia trẻ như vậy, được phân biệt như vậy. Nigantha Nataputta chủ trương loại phạt nào tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Thân phạt chăng, khẩu phạt chăng, ý phạt chăng. Hiền giả Gotama, trong ba loại phạt này được chia trẻ như vậy được phân biệt như vậy nigantha nataputta chủ trương thân phạt là tối trọng để tác thành ác nghiệp để diễn tiến ác nghiệp khẩu phạt không bằng được ý phạt không bằng được này taba có phải ông nói thân phạt hiền giả gotama tôi nói thân phạt này tapasi có phải ông nói thân phạt hiền giả gotama tôi nói thân phạt này tapasi có phải ông nói thân phạt hiền giả gotama tôi nói thân phạt như vậy Thế tôn trong cuộc đàm thoại này đã làm Nigantha Dikga Tapasi xác nhận cho đến lần thứ ba quan điểm của mình. Khi nghe nói vậy, Nigantha Dikga Tapasi nói với Thế tôn, Hiền già Gotama, hiền già chủ trương có bao nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp? Này Tapasi! như lai không có thông lệ chủ trương phạt phạt này Tapasi, như lai có thông lệ chủ trương nghiệp nghiệp hiền giả Gotama hiền giả chủ trương có bao nhiêu loại nghiệp để tác thành ác nghiệp để diễn tiến ác nghiệp này Tapasi, ta chủ trương có ba loại nghiệp để tác thành ác nghiệp để diễn tiến ác nghiệp tức là thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp hiền giả gotama nhưng có phải thân nghiệp khác khẩu nghiệp khác ý nghiệp khác này tapasì thân nghiệp khác khẩu nghiệp khác ý nghiệp khác hiền giả gotama trong ba loại nghiệp này được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy, hiền giả chủ trương loại nghiệp nào tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Thân nghiệp chăng, khẩu nghiệp chăng, ý nghiệp chăng. Này ta bác Sĩ, trong ba loại nghiệp này được chia sẻ như vậy, được phân biệt như vậy, ta chủ trương ý nghiệp là tối chậm để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp, thân nghiệp không bằng khẩu nghiệp không bằng được. Hiền giả Gotama có phải hiền giả nói ý nghiệp này tapasi, ta nói ý nghiệp. Hiền giả Gotama có phải hiền giả nói ý nghiệp này Tapasi, ta nói ý nghiệp. Hiền giả Gautama, có phải hiền giả nói ý nghiệp? Này Tapasi, ta nói ý nghiệp. Như vậy, Nigantha Đích Tapasi trong cuộc đàm thoại này sau khi đã làm Thế Tôn xác nhận cho đến lần thứ ba quan điểm của mình liền từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến chỗ Nigantha Nataputta. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta đang ngồi với một đại chúng gia chủ rất đông do Upali, tức Ubali, người thuộc hàng Balaka dẫn đầu. Nigantha Nataputta thấy Nigantha Dikga Tapasi từ xa đi đến, sau khi thấy liền nói với nigantha đích gà tapasi này tapasi ông từ đâu đến trong ban ngày nóng bức như thế này thưa tôn giả con từ samon gotama đi đến đây này tapasi ông có đàm luận gì với samon gotama không thưa tôn giả con cùng với Samon Gotama có cuộc đàm thoại. Này Tapasi, cuộc đàm thoại của ông với Samon Gotama như thế nào? Rồi Nigantha đích gà Tapasi kể lại cho Nigantha Nataputta nghe một cách đầy đủ cuộc đàm thoại với Samon môn Gotama. Được nghe vậy, Nigantha Nataputta nói với đích gà Tapasi. Tốt lành thay, tốt lành thay, Tapasi. Samon Kotama đã được Nigantha Gà Tapasi trả lời. Một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này được? Vì thân phạt thật là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Khi nghe nói vậy, gia chủ Upali thưa với Nigantha Nataputta, Tốt lành thay, tốt lành thay, tôn giả Tapasi. Samon Gotama đã được tôn giả Tapasi trả lời như vậy một đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc đạo sư làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng trói so sánh với thân phạt cường đại này được vì thân phạt thật tối trọng để tác thành ác nghiệp để diễn tiến ác nghiệp khẩu phạt không bằng được ý phạt không bằng được thưa tôn giả con sẽ đi và luận chiến với samon gotama trong cuộc đàm thoại này nếu samon gotama làm con xác nhận như tôn giả tapasi xác nhận thời cũng như một người lực sĩ tay nắm chặt lông một con cừu có lông dài có thể kéo tới giật lui vần quanh cũng vậy con sẽ dùng lời nói với lời nói kéo tới giật lui vần quanh samon gotama cũng như một người lực sĩ nấu rượu sau khi nhận chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu nắm một góc thùng có thể kéo tới giật lui vần quanh cũng vậy còn dùng lời nói với lời nói kéo tới giật lui vần quanh samon gotama cũng như một lực sĩ nghiện rượu, sống phóng đãng. Sau khi nắm góc một cái sàng, lắc qua, lắc lại, lắc xoay quanh. Cũng vậy, con sẽ dùng lời nói với lời nói lắc qua, lắc lại, lắc xoay quanh Samon Gotama Và cũng như một con voi lớn 60 tuổi, sau khi lặn xuống hồ nước sâu, lại chơi trò phun nước cũng vậy, con nghĩ con sẽ chơi trò phun nước với Samon Gotama. Thưa tôn giả, con sẽ đi và luận chiến với Samon Gotama trong cuộc đàm thoại này. Này gia chủ, hãy đi và luận chiến với Samon Gotama trong cuộc đàm thoại này. Vì rằng, này gia chủ, chỉ có ta hay Nigantha Dikka Tapasi hay ông mới có thể luận chiến với Samon Gotama. Khi nghe nói vậy, Nigantha Dikga Tapasi nói với Gigantha Nataputta, Thưa tôn giả, con không được hài lòng để gia chủ Upali luận chiến với Samon Gotama. Thưa tôn giả, Samon Gotama là một huyễn thuật sư. Samon Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Này Tapasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử Samon Gotama. Có thể sự kiện Samon Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Upali. Này gia chủ, hãy đi luận chiến với Samon Gotama trong cuộc đàm thoại này. Chỉ có ta Nigantha Diggatapasi hay ông mới có thể luận chiến với Samon Gotama. Lần thứ hai, Nigantha Diggatapasi Tapasi nói với Nigantha Nataputta Thưa tôn giả, con không được hài lòng về gia chủ Upali luận chiến với Samon Gotama. Thưa tôn giả, Samon Gotama là một huyễn thuật sư samon gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo này tapasi không thể có sự kiện không thể có trường hợp gia chủ upali trở thành đệ tử samon gotama có thể có sự kiện samon gotama trở thành đệ tử của gia chủ upali này gia chủ hãy đi luận chiến với Samon Gotama trong cuộc đàm thoại này. Chỉ có ta, Nigantha Dikga Tapasi, hay ông mới có thể luận chiến với Samon Gotama. Lần thứ ba, Nigantha Dikga Tapasi nói với Nigantha Nataputta. Thưa tôn giả, con không được hài lòng để gia chủ Upali luận chiến với Samon Gotama. Thưa tôn giả, Samon Gotama là một huyễn thuật sư. Samon Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. Này ta gì? không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Samon Gotama có thể có sự kiện samon gotama trở thành đệ tử của gia chủ upali này gia chủ hãy đi luận chiến với samon gotama trong cuộc đàm thoại này chỉ có ta nigantha diga tapasi và ông mới có thể luận chiến với samon gotama thưa vâng tôn giả Gia chủ Upali vâng đáp Nigantha Nataputta Từ chỗ ngồi đứng dậy Đành lễ Nigantha Nataputta Thân hữu hướng về Nigantha Nataputta Và đi đến vườn xoài Pawarika Chỗ Thế Tôn ở Sau khi đến Đành lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Gia chủ Upali bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Không biết Nigantha Đích Gà Tapasi có đến tại đây không? Này Gia Chủ Nigantha Dikansi Tapasi có đến đây? Bạch Thế Tôn Thế Tôn có đàm thoại với Nigantha Đích Gà Tapasi không? Này Gia Chủ Ta có đàm thoại với Nigantha Đích Gà Tapasi Bạch Thế Tôn Cuộc đàm thoại của Thế Tôn với Nigantha Đích Gà Tapasi như thế nào? Rồi Thế Tôn kể lại cho gia chủ Upali một cách đầy đủ cuộc đàm thoại với Nigantha Đích Gà Tapasi. Khi nghe nói vậy, gia chủ Upali bạch Thế Tôn. Tốt lành thay, tốt lành thay, Tôn giả Tapasi. Thế Tôn đã được Tôn giả Tapasi trả lời như vậy. Một đệ tử Đa Văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc đạo sư. Làm sao một ý phạt hèn kém có thể sáng chói so sánh với thân phạt cường đại này được? Vì thân phạt thật là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này gia chủ, nếu ông có thể đàm luận y cứ trên sự thật, thời ở đây có thể có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật, mong rằng ở đây có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người Nigantha bệnh hoạn đau khổ bạo bệnh từ chối nước lạnh chỉ uống nước nóng người này vì không được nước lạnh nên mệnh chung này gia chủ theo nigantha nataputta người ấy tái sinh chỗ nào bạch thế tôn có hàng chư thiên được gọi là ý trước thiên ở đấy, người ấy tái sinh. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn. Vì người ấy chấp trước ý, nên mệnh chung. Gia chủ, gia chủ. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông hãy trả lời. Lời nói trước của ông không phù hợp với lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp với lời nói trước của ông thế mà này gia chủ ông đã nói như sau bạch thế tôn còn sẽ đàm luận y cứ trên sự thật mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm thoại giữa chúng ta bạch thế tôn dầu thế tôn có nói như vậy nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có người Nigantha được phòng hộ với sự phòng hộ của bốn loại chế giới, hoàn toàn tự chế ngự đối với nước, hoàn toàn chú tâm vào sự chế ngự đối với nước Hoàn toàn loại trừ đối với nước Hoàn toàn thấm nhuần đối với sự chế ngự đối với nước Vị này khi đi qua, khi đi lại Đã giết hại rất nhiều sinh vật nhỏ bé Này gia chủ Theo Nigantha Nataputta Người ấy thọ quả báo nào? bạch thế tôn vì không cố ý nên nigantha nataputta xem không phải là một đại tội này gia chủ nếu người ấy có cố thời cố ý như vậy thì như thế nào bạch thế tôn là một đại tội này gia chủ ý thức ấy nigantha nataputta xem thuộc về loại gì bạch thế tôn thuộc về ý phạt gia chủ gia chủ sau khi suy nghĩ ông hãy trả lời lời nói trước của ông không phù hợp với lời nói sau của ông lời nói sau của ông không phù hợp với lời nói trước của ông thế mà này gia chủ ông đã nói như sau bạch thế tôn con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có một cuộc đàm thoại giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt không bằng được. Này gia chủ, Ông nghĩ thế nào? Có phải Nalanda này là phú cường và phồn thịnh? Dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, Nalanda này là phú cường và phồn thịnh. Dân chúng đông đúc, nhân dân trù mật. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người đi đến với thanh kiếm tưa cao. Người này nói, trong một sát na, trong một giây, ta sẽ làm cho tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một đống thịt, thành một khối thịt. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể trong một sát na, trong một giây, làm cho tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một đống thịt, thành một khối thịt không? Bạch Thế Tôn cho đến 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người cũng không có thể trong một sát na, trong một phút giây làm cho tất cả mọi người ở Nalanda này thành một đống thịt thành một khối thịt. Huống nữa là chỉ một người nhỏ bé sao có thể sáng chói làm thành được. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Ở đây có vị sa môn hay bà la môn đến, có thần thông lực, có tâm tự tại. Vị này nói như sau: Ta sẽ làm cho Na Lan Đà này trở thành cho tàn với một tâm sân hận. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Vị sa môn hay vị bà la môn ấy có thần thông lực, có tâm tự tại, có thể làm cho Nalanda này trở thành cho tàn với một tâm sân hận không? Bạch Thế Tôn, cho đến 10 Nalanda, 20 Nalanda. 30 Nalanda, 40 Nalanda, 50 Nalanda. Này, vị Sa môn, vị Bà La môn ấy có thần thông lực, có tâm tự tại, có thể làm cho các Nalanda ấy trở thành cho tàn với một tâm sân hận. Huống nữa là một Nalanda nhỏ bé này sao có thể trói sáng được khỏi bị trở thành cho tàn được? này gia chủ sau khi suy nghĩ ông hãy trả lời lời nói trước của ông không phù hợp với lời nói sau của ông lời nói sau của ông không phù hợp với lời nói trước của ông thế mà này gia chủ ông đã nói như sau bạch thế tôn con sẽ đam luận y cứ trên sự thật mong rằng ở đây sẽ có cuộc đam luận giữa chúng ta bạch thế tôn dầu thế tôn có nói như vậy nhưng chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp để diễn tiến ác nghiệp khẩu phạt không bằng được ý phạt không bằng được này gia chủ ông nghĩ thế nào ông có nghe các rừng dandaka kalinga Majingha mà tăng ga đã trở lại thành rừng như trước bạch thế tôn còn có nghe các rừng dandaka kalinga mejingha mà tăng ga đã trở lại thành rừng như trước này gia chủ ông nghĩ thế nào có thể ông được nghe vì sao các rừng dandaka kalinga mejingha mà tăng ga trở thành rừng như trước bạch thế tôn còn có nghe các rừng dandaka cả linh ga mejingha mà tăng ga trở thành rừng như trước vì tâm sân hận các vị ẩn sĩ gia chủ gia chủ sau khi suy nghĩ ông hãy trả lời lời nói trước của ông không phù hợp với lời nói sau của ông. Lời nói sau của ông không phù hợp với lời nói trước của ông. Thế mà này gia chủ, ông đã nói như sau. Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có cuộc đàm luận giữa chúng ta. Bạch Thế Tôn, với ví dụ đầu tiên, con đã hoan hỉ con đã thỏa mãn nhưng vì con muốn nghe các vấn đáp sai biệt của thế tôn nên con mới nghĩ đóng vai trò đối lập với thế tôn thật vi diệu thay bạch thế tôn thật vi diệu thay bạch thế tôn bạch thế tôn như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống phơi bày những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh Pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng. Này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người chứ danh như ông. Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói cho con. Này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người chứ sanh như ông. Bạch Thế Tôn, nếu các ngoại đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên bố, gia chủ Upali đã trở thành đệ tử chúng tôi. Nhưng Thế Tôn lại nói với con, này gia chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người chứ danh như ông. Bạch Thế Tôn Lần thứ hai, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng. Này gia chủ, đã từ lâu gia đình của ông như là giếng nước mưa nguồn cho các người niganta hãy cúng dường các món ăn cho những ai đến với ông bạch thế tôn còn lại bội phần hoan hỉ bội phần thỏa mãn với những lời thế tôn nói với con này gia chủ đã từ lâu gia đình của ông như là giếng nước Mưa nguồn cho các người Nigantha, hãy cúng dường các món ăn cho những ai đến với ông. Bạch Thế Tôn, con nghe như sau, Sa môn Gotama đã nói: "Chỉ bố thí cho ta, chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử của ta, chớ bố thí cho đệ tử của những người khác." chỉ bố thí cho ta mới có phước lớn. Bố thí những người khác không được phước lớn. Chỉ bố thí cho những đệ tử của ta mới có phước lớn. Bố thí cho những đệ tử của những người khác không có phước lớn. Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích con bố thí cho các vị Nigantha. Bạch Thế Tôn, và chúng con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng. Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho gia chủ Upali tức là thuyết pháp về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự ô nhiễm, nhiễm ô các dục lạc, những lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết gia chủ Upali, tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triền cái, tâm được phấn khởi tâm được hoan hỷ, Ngài mới thuyết những pháp Được chư Phật tán dương đề cao, Khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như một tấm vải thuần bạch, Các chấm đen được gột rửa Rất dễ thấm nhuộm màu. Cũng vậy, chính tại chỗ ấy, Pháp nhãn xa trần ly cấu Khởi lên với gia chủ U Pali. Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều bị tiêu diệt. Rồi gia chủ Upali thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, đạt được vô sở úy, không y cứ người khác đối với các pháp bậc đạo sư. Gia chủ Upali bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng con có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. Này gia chủ, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi gia chủ Upali hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đành lễ Thế Tôn. Thần bên hữu hướng về Ngài, rồi đi về chú xá của mình sau khi đến nói với người giữ cửa như sau từ nay trở đi này người gác cửa ta sẽ đóng cửa đối với các nam nigantha các nữ nigantha cửa sẽ không đóng đối với các tỷ kheo tỷ kheo ni nam cư sĩ nữ cư sĩ của thế tôn nếu có vị nigantha nào đến ông hãy nói với vị ấy như sau tôn giả hãy đứng lại chớ có bước vào từ nay trở đi gia chủ upali đã trở thành đệ tử của samon gotama cửa sẽ đóng đối với nam nigantha nữ nigantha cửa sẽ không đóng đối với các tỳ kheo Tì kheo ni Nam cư sĩ nữ cư sĩ của Thế Tôn Nếu tôn giả cần đồ ăn hãy đứng ở đây và có người sẽ đem ra đây cho tôn giả thưa Vâng tôn giả người giữ cửa vâng đáp gia chủ U pali nigantha đích gà nghe như sau gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Samon Gotama. Rồi Nigantha đích gà Tapasi đi đến chỗ Nigantha Nataputta ở. Sau khi đến, liền nói với Nigantha Nataputta. Thưa tôn giả, tôi có nghe gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Samon Gotama. Này Tapasi, không thể có sự kiện không thể có trường hợp gia chủ upali trở thành đệ tử của samon gotama và có thể có sự kiện samon gotama trở thành đệ tử của gia chủ upali lần thứ hai nigantha digga tapasi nói với nigantha nataputta thưa tôn giả tôi có nghe gia chủ upali đã trở thành đệ tử của Samon Gotama. Này Tapasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Samon Gotama. Có thể có sự kiện Samon Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Upali. Lần thứ ba, Nigantha Đích Gà Tapasi nói với Nigantha Nataputta thưa tôn giả tôi có nghe gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Samon Gotama này taba không thể có sự kiện không thể có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Samon Gotama có thể có sự kiện Samon Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Upali. Thưa tôn giả, tôi sẽ đi và tìm biết gia chủ Upali có trở thành đệ tử của Samon Gotama hay không. Này Tapasi, hãy đi và tìm biết gia chủ Upali có trở thành đệ tử của Samon Gotama hay không. Rồi Nigantha Dikka Tapasi đi đến chú xá của gia chủ Upali. Người giữ cửa thấy Nigantha Dikka Tapasi từ xa đi đến. Khi thấy vậy, liền nói với Nigantha Dikka Tapasi. Thưa tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước vào. Từ nay trở đi, gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Samon Gotama cửa sẽ đóng đối với nam nigantha nữ nigantha cửa sẽ không đóng đối với các vị tỷ kheo tỷ kheo ni nam cư sĩ nữ cư sĩ của thế tôn nếu tôn giả cần đồ ăn hãy đứng ở đây và có người sẽ đem ra ở đây cho tôn giả này hiền giả ta không cần đồ ăn Nói xong, Nigantha Gà Tapasi đi trở lui, đến chỗ Nigantha Nataputta ở. Sau khi đến, liền thưa với Nigantha Nataputta. Thưa tôn giả, sự thật là gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Samon Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không đồng ý với tôn giả và đã nói. Thưa tôn giả, tôi không được hài lòng để gia chủ upali luận chiến với samon gotama thưa tôn giả samon gotama là một huyễn thuật sư samon gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử của các ngoại đạo thưa tôn giả nay gia chủ upali của tôn giả đã bị huyễn thuật của samon gotama lôi cuốn rồi này tapasi không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Samon Gotama. Có thể có sự kiện, Samon Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Upali. Lần thứ hai, Nigantha Dikha Tapasi nói với Nigantha Nataputta. Thưa tôn giả, sự thật là gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Samon Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không đồng ý với tôn giả và đã nói Thưa tôn giả, tôi không được yên lòng để gia chủ Upali luận chiến với Samon Gotama. Thưa tôn giả, Samon Gotama là một huyễn thuật sư. Samon Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử các ngoại đạo khác. Thưa tôn giả, này gia chủ Upali của tôn giả đã bị huyễn thuật của Samon Gotama lôi cuốn. Này Tapasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Samon Gotama. Có thể có sự kiện Samon Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Upali. Này Tapasi, ta sẽ đi và tìm biết gia chủ Upali đã trở thành đệ tử Satmon Gotama hay không. Lần thứ ba, Nigantha Dikga nói với Nigantha Nataputta. Thưa tôn giả, sự thật là gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Samon Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không đồng ý với tôn giả và đã nói, thưa tôn giả, tôi không được yên lòng để gia chủ Upali luận chiến với Samon Gotama. Thưa tôn giả, Samon Gotama là một huyễn thuật sư. Samon Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn những đệ tử các ngoại đạo. Thưa tôn giả, này gia chủ Upali của tôn giả đã bị huyễn thuật của Samon Gotama lôi cuốn. Này Tapasi, không thể có sự kiện, không thể có trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Samon Gotama. Có thể có sự kiện Samon Gotama trở thành đệ tử của gia chủ Upali. Này Tapasi, ta sẽ đi và tìm biết gia chủ Upali đã trở thành đệ tử Samon Gotama hay không. Rồi Nigantha Nataputta cùng với đại chúng Nigantha đi đến chú xá của gia chủ Upali. Người giữ cửa thấy Nigantha Nataputta từ xa đi đến. Khi thấy vậy, liền nói với Nagantha Nataputta thưa tôn giả hãy đứng ở đây chớ có bước vào từ nay trở đi gia chủ upali đã trở thành đệ tử của samon gotama cửa sẽ đóng đối với nam nigantha các nữ nigantha cửa sẽ không đóng đối với các vị tỷ kheo tỷ kheo ni nam cư sĩ nữ cư sĩ của thế tôn nếu tôn giả cần các món ăn hãy đứng ở đây có người sẽ đem ra ở đây cho tôn giả này người giữ cửa hãy đi đến gia chủ upali sau khi đến hãy thưa với gia chủ như sau thưa tôn giả nigantha natabutta cùng với đại chúng nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muốn yết kiến tôn giả thưa vâng tôn giả người giữ cửa vâng đáp nigantha nataputta đi đến gia chủ upali sau khi đến liền thưa với gia chủ upali thưa tôn giả có nigantha nataputta cùng với đại chúng nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muốn ý kiến tôn giả. Này người giữ cửa, hãy vào soạn các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa có cửa. Thưa vâng, tôn giả. Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upali, sau khi cho soạn các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa có cửa, đi đến gia chủ Upali. Sau khi đến liền nói với gia chủ Upali. Thưa tôn giả, các chỗ ngồi trong căn phòng chính giữa có cửa đã được sửa soạn. Tôn giả hãy làm những gì tôn giả nghĩ là phải thời. Rồi gia chủ đi đến căn phòng chính giữa có cửa. Sau khi đến, ngồi tại chỗ ngồi tối thượng, tối tôn, tối cao và tối thắng sau khi ngồi trên chỗ ấy liền bảo người gác cửa này người giữ cửa hãy đi đến nigantha nataputta thưa tôn giả gia chủ upali có nói thưa tôn giả nếu muốn tôn giả hãy vào thưa vâng tôn giả người giữ cửa vâng đáp gia chủ upali đi đến Nigantha Nataputta sau khi đến liền nói với Nigantha Nataputta thưa tôn giả gia chủ Upali có nói thưa tôn giả nếu muốn tôn giả hãy vào rồi Nigantha Nataputta với đại chúng Nigantha đi đến căn phòng ở giữa có cửa gia chủ Upali lúc trước mỗi khi thấy Nigantha Nataputta đi đến sau khi thấy liền đi ra nghinh tiếp vào tại chỗ nào có chỗ ngồi tối thượng tối tôn tối cao và tối thắng liền lấy thượng y ra lau chỗ ngồi ấy giữ lấy và mời Nigantha Nataputta ngồi trên chỗ ngồi ấy nhưng nay tại chỗ có chỗ ngồi tối thượng tối tôn tối cao và tối thắng gia chủ upali lại ngồi trên chỗ ngồi ấy và nói với nigantha nataputta thưa tôn giả có những chỗ ngồi nếu muốn tôn giả hãy ngồi khi nghe nói vậy nigantha nataputta nói với gia chủ upali này gia chủ ông thật điên cuồng này gia chủ ông thật là ngu si ông nói thưa tôn giả tôi sẽ đi và luận chiến với samon gotama sau khi đi ông đã trở về bị trói buộc trong lưới lớn luận nghị này gia chủ ví như người đi với hai cao hoàn đi về với cao hoàn bị thiến này gia chủ, như người đi với hai con mắt, đi về với hai con mắt bị khoét. Cũng vậy, này gia chủ, ông nói, thưa tôn giả, con sẽ đi và luận chiến với Samon Gotama. Sau khi đi, ông đã trở về, bị trói buộc trong lưới lớn luận nghị. Này gia chủ, ông đã bị Huyễn thuật của Samon Gotama lôi cuốn rồi. Thưa tôn giả, vi diệu thay, huyễn thuật lôi cuốn này tốt lành thay, huyễn thuật lôi cuốn này. Thưa tôn giả, nếu bà con huyết thống thân yêu của tôi được huyễn thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc hạnh phúc lâu dài cho các bà con huyết thống của tôi thưa tôn giả nếu tất cả các người sát đế lị được huyễn thuật này lôi cuốn thời thật là an lạc hạnh phúc lâu dài cho tất cả vị sát đế lị thưa tôn giả nếu tất cả các người bà la môn được huyễn thuật này lôi cuốn thời thật là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho tất cả người bà la môn. Nếu tất cả các người phệ xá được huyễn thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc và hạnh phúc lâu dài cho tất cả các người phệ xá. Thưa tôn giả, nếu tất cả các người thủ đà được huyễn thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc và hạnh phúc lâu dài cho tất cả các người thủ đà. Thưa tôn giả, nếu thế giới với chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, với chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người được huyễn thuật này lôi cuốn, thời như vậy là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho thế giới với chư thiên, chư ma, chư phạm thiên, với sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người. Thưa tôn giả, tôi sẽ nói cho tôn giả ví dụ này. Ở đây, những người có trí nhờ ví dụ sẽ biết rõ ý nghĩa của lời nói. Thưa Tôn giả, thuở xưa có Bà La Môn đã về già, tuổi đã lớn, bậc trưởng lão, có người vợ trẻ trong tuổi thanh xuân. Người vợ này đang mang thai, sắp đến kỳ sinh nở. Thưa Tôn giả, người vợ trẻ nói với người Bà La Môn: "Này Bà La Môn, hãy đi phố mua một con khỉ đực. Con để cùng chơi với con tôi. Thưa tôn giả, được nói vậy, người Bà La Môn nói với cô vợ trẻ, "Này mình, hãy chờ cho đến khi mình sinh. Nếu mình sinh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ đực con mang về để cùng chơi với đứa con trai của mình. Còn nếu mình sinh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ cái" và mang về để cùng chơi với đứa con gái của mình thưa tôn giả lần thứ hai người vợ trẻ nói với người bà la môn ấy này bà la môn hãy đi phố mua một con khỉ được con để cùng chơi với con tôi thưa tôn giả lần thứ hai người bà la môn ấy nói với cô vợ trẻ này mình Hãy chờ cho đến khi mình sinh. Nếu mình sinh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ đực con mang về để cùng chơi với đứa con trai của mình. Còn nếu mình sinh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ con cái và mang về để cùng chơi với đứa con gái của mình. Thưa tôn giả, lần thứ ba Người vợ trẻ nói với bà La Môn ấy Này bà La Môn Hãy đi phố mua một con khỉ đực con Để cùng chơi với con của tôi Thưa tôn giả Người bà La Môn ấy vì quá yêu thương Quá ái luyến cô vợ trẻ của mình Nên đi chợ mua một con khỉ đực Đem về và nói với cô vợ trẻ Này mình, đây là con khỉ đực con tôi mua ở chợ và mang về hãy để nó cùng chơi với con của mình thưa tôn giả khi nghe nói vậy cô vệ vợ trẻ ấy nói với người bà la môn này bà la môn hãy đi đem con khỉ đực con này đi đến Ratapani, ni con người thợ nhuộm sau khi đến hãy nói với Ratapani, con người thợ nhuộm. Này bạn Ratapani, tôi muốn con khi được này được nhuộm với màu vàng, được khéo đập, khéo ủi xung quanh và cả hai phía được làm thành mền dịu. Thưa tôn giả, người bà La Môn ấy vì quá yêu thương, ái luyến cô vợ trẻ của mình. Đem con khi được con này đi đến Rapa con người thợ nhuộm. Khi đến xong liền nói với Ratapani, con người thợ nhuộm: "Này Ratapani, tôi muốn con khi được này được nhuộm màu vàng, được khéo đập, khéo ủi xung quanh và cả hai phía được làm thành mềm dịu." Thưa tôn giả, được nói như vậy, Ratapani, con người thợ nhuộm nói với người Bà La Môn kia này tôn giả, con khi được con này có thể nhuộm được, nhưng không có thể đập được, ủi được, không có thể làm thành mềm dịu. Cũng vậy, thưa tôn giả, là lý thuyết của những Nigantha ngu si. Lý thuyết này có thể ăn nhuộm đối với những người ngu si, chớ không ăn nhuộm đối với những người có trí. Thưa tôn giả, người bà la môn ấy sau một thời gian lấy một cặp áo mới đi đến chỗ rata Pani, con người thợ nhuộm sau khi đến nói với rata Pani, con người thợ nhuộm này rata Pani, tôi muốn nhuộm cặp áo mới này với màu nhuộm màu vàng được khéo đập khéo ủi xung quanh và cả hai phía được làm thành mềm dịu thưa tôn giả được nói như vậy rata pà ni còn người thợ nhuộm nói với bà la môn ấy thưa tôn giả cặp áo mới này của tôn giả có thể nhuộm được có thể đập ủi xung quanh và có thể làm thành mềm dịu cũng vậy thưa tôn giả là lý thuyết của thế tôn bậc a la hán tránh đằng giác có thể ăn nhuộm đối với người có trí, không phải đối với người ngu si, có thể đập được, ủi được và có thể khiến trở thành mềm dịu. Này gia chủ, quần chúng này gồm các vua chúa được biết như sau. Gia chủ Upali là đệ tử của Nigantha Nataputta này gia chủ nay chúng tôi xem gia chủ là đệ tử của ai được nghe nói vậy gia chủ upali từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y qua một bên vai chắp tay vái chào về hướng phế tôn và nói với nigantha nà taputta thưa tôn giả hãy nghe tôi là đệ tử của ai bậc trí sáng suốt đoạn trừ si ám phá tan hoang vu chiến thắng quân địch đau khổ đoạn diệt tâm an bình tĩnh đức giới trường thành tuệ đức viên minh phiền não nội tịnh rời trần ly cấu tôi thật chính là đệ tử thế tôn do dự đoạn trừ, biết vừa, biết đủ, thế lợi tuyệt không, tâm tư hoan hỷ, làm sa môn hạnh, sinh ở nhân gian, thân này sau cùng, làm người nhân thế. Bậc thánh cao nhất, rời trần ly cấu, tôi thật chính là đệ tử thế tôn không tâm do dự, khéo hành thiện xào, bậc trì giới luật, điều ngự tối thượng, là vô thượng sĩ, sáng trói hào quang, nghi hoặc đoạn trừ, soi sáng mọi nơi, kiêu mạn đoạn tận, là bậc anh hùng. Tôi thật chính là đệ tử thế tôn. Ngài bậc ngưu vương, tâm tư vô lượng, thâm sâu khôn lường, bậc thánh mâu ni, tác thành an ổn, bậc có trí tuệ, an chú pháp vị, tự phòng thân hộ, vượt qua tham ái, bậc giải thoát trí, tôi thật chính là đệ tử thế tôn. Ngài bậc tượng vương, sống xa thế tục, kiết sử đoạn trừ, siêu đằng giải thoát, biệt tài từ tốn, trong sạch thanh tịnh, cờ xí triệt hạ, tham ái đoạn trừ, điều ngự nhiếp phục, hí luận diệt tận. Tôi thật chính là đệ tử thế tôn, đệ tử... Đệ thất tiên nhân. Không tin lời đồn, ba minh thành tựu, đạt quả phạm thiên, tắm sạch thân tâm, văn cú thông đạt, khinh an yên ổn, thánh trí chứng đắc. Công phá thành trì, thiên chủ đế thích. Tôi chính thật là đệ tử thế tôn ngài bậc thánh già tự tu tự tập chứng điều phải chứng thuyết giảng hiện tại chánh niệm tình giác thiền quán tinh tế không thiên ta dục không nuôi tâm hận giao động không còn thân tâm tự tại tôi chính thật là đệ tử thế tôn sống theo chánh đạo trầm tư thiền tưởng nội tâm không nhiễm thanh tịnh trong sạch không trước không chấp không nguyện không cầu độc cư độc tọa chứng tối thượng vị đã vượt qua dòng giúp người vượt qua tôi thật chính là đệ tử thế tôn Phật chứng tịch tịnh trí tuệ vô biên trí tuệ quảng đại tham ái đoạn tận ngài là như lai ngài là thiện thể không người sánh bằng không ai đông đằng giàu đức tự tin viên mãn thành tựu tôi thật chính là đệ tử thế tôn hàm ái đoạn tận giác ngộ tránh giác khói mù tiêu tan ô uế trừ sạch xứng đáng cúng dường dạ xoa thanh tịnh vô thượng thánh nhân không thể cân lường đại nhân đại giác đạt đến danh sưng tôi thật chính là đệ tử thế tôn này gia chủ ông chất chứa những ưu điểm này về samon gotama từ bao giờ thưa tôn giả ví như một đống hoa có nhiều loại khác nhau người làm vòng hoa thiện xảo hay người đệ tử làm vòng hoa có thể kết thành một vòng hoa có những loại hoa sai biệt cũng vậy thưa tôn giả thế tôn có nhiều đức tính, có hàng trăm đức tính, thưa tôn giả, và ai lại không tán thành những bậc đáng tán thán? vì nagartha là không thể nghe lời tán thán thế tôn nên quay lại chỗ ấy đã thổ ra huyết nóng.